Cam Cam Đen. Vận động viên vào vị trí. Bạn áo đỏ. Sẵn sàng. Các bạn đã theo dõi không? Chung kết Liên Minh nữ. Nhưng mà cái này hai vòng. Hiện tại vận động viên đang dẫn đầu, đó chính là vận động viên Võ Phạm Quỳnh Dương so với anh 080 thế được. Đây. Mấy vòng ta? Hai vòng. Tức là mình có dây. Nguyễn Quang, Trà Bi đến từ Bộ Tài Lộc Đức. Bạn này một vua bạn không tốt bằng kia. Ở vòng thi đấu chuyên nghiệp nữ độ tuổi từ 9 đến 11 các vận động viên còn. Và chúng ta đã thấy ở trên đường chúng ta là vận động viên Võ Phạm Quỳnh Dương. Không biết Bắc Lan đã về đất. Đối về hạng gì đó chính là vận động viên số danh 189. Cam Đen. Vận động viên vào vị trí. Vận động viên số đây 096 vi phạm đường quy đứng sai vị trí. Sẵn sàng. Bận nhất là nó xảy cái giò nó đó thấy không bọn. Vâng, vận viên đầu tiên dẫn đầu đó chính là vận viên Phạm Hoàng Anh đến từ bộ vị trí sai còn roller và hạng gì tiếp theo chính xác đó chính là vận động viên đạp lên Martin Freedom quận 4 vâng và ở trên đường đua hiện nay vận động viên đồng hãy đặt vòng ba vòng nữa hai vòng điều gì rồi chỉ có